Mình và các bạn sẽ chuẩn bị bước vào cái kỷ nguyên mà rất nhiều máy tính cá nhân nó cũng được tích hợp những cái vi xử lý mà có hỗ trợ với một số những cái nhân AI ở bên trong đó. Và video này sẽ là cái video đầu tiên mà mình sẽ review cho các bạn chính một chiếc laptop mà mình đang sở hữu trong khoảng hơn 7 ngày qua. Mình test, mình sử dụng nó và mình cảm nhận được rằng là cái nhân xử lý AI bên trong nó thật sự có giá trị. Và kèm thêm là mình sẽ khắc họa rõ nét cho các bạn là nếu như một cái máy tính mà nó được hỗ trợ với những cái nhân xử lý AI thì trong tương lai nó sẽ làm được những gì. Và kèm thêm AI ở đây nó có phải là marketing, là lùa gà hay là không, thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau nói kỹ hơn về chính cái chủ đề này nha. Trong hơn 7 ngày qua mình sử dụng chính cái chiếc laptop là Asus ZenBook 14 OLED 2024 sử dụng với lại cái con CPU là Intel Core Ultra 5. Và đối với cái con CPU này, nó giúp cho cái máy này nó có thể tiết kiệm điện năng hơn rất là nhiều. Nó không phải chỉ đơn giản là các bạn thu nhỏ cái tiến trình vi xử lý để có thể gia tăng được cái hiệu quả sử dụng điện, tức là power efficient, như những cái đời trước đây mà các bạn đã từng thấy ở trên những cái con CPU khác. Mà đối với CPU Core Ultra của Intel năm nay họ thay đổi luôn cả những cái thứ liên quan tới cấu trúc của CPU nè, cái sức mạnh của GPU nè, và có thêm tích hợp một cái nhân được gọi là NPU AI ở bên trong cái phần hệ vi xử lý. Các bạn sẽ thấy là trong cái Task Manager ngay bây giờ nó có thêm một cái tab là NPU, thì thành ra là phần cứng hiện tại là đã ready rồi đó, nó đã sẵn sàng rồi đó. Vậy thì cụ thể là nó sẽ làm được những gì và nó giúp ích gì trong hơn 7 ngày vừa qua của mình? Trong những cái thời gian qua chúng ta đều đã có những cái tác vụ mà đáng lý ra cái nhân NPU AI nó phải làm, chứ không phải là dành cho CPU hay là GPU nó xử lý. Chẳng hạn như khi các bạn video call mà các bạn muốn làm blur background thì các bạn sẽ phải nhờ cái con GPU để mà nó xử lý. Hay là khi các bạn đàm thoại mà môi trường xung quanh nó ồn quá và các bạn kích hoạt cái tính năng noise cancelling lên để mà nó có thể khử được cái tiếng âm thanh môi trường thì tất cả những cái tác vụ đó hàng ngày chúng ta vẫn đang sử dụng thì đáng lý ra là NPU nó phải làm. Và đối với những cái trải nghiệm của cá nhân mình cũng như những anh em ở trong team GVN tụi mình test ra, có thể thấy là đối với cái việc là các bạn đang kích hoạt cái tính năng blur background, các bạn hoàn toàn có thể giảm cái điện năng tiêu thụ từ 1.5W khi mà GPU xử lý. Còn thông qua NPU nó chỉ tốn khoảng 0.5 cho đến 0.7W mà thôi, tức là các bạn giảm được tới khoảng 50% với cùng một tác vụ và cùng một cái mức độ hiệu quả tương đương. Thì ra là những cái công việc thường ngày nó xử lý thông qua NPU AI nó đã tiết kiệm điện hơn rất là nhiều. Trên thực tế thì cái cấp bậc của các cái vi xử lý AI ở bên trong cái cuộc sống hàng ngày của anh em mình nó sẽ có 3 cái cấp bậc chính. Và đối với những cái con máy Ultrabook mà đang sử dụng những cái Core Ultra 5 giống như chính con ZenBook này, nó sẽ phục vụ tốt nhất dành cho cái nhóm công việc liên quan tới AI mà mình tạm gọi nó là Daily Task. Daily Task là những cái tác vụ hàng ngày mà các bạn đang sử dụng như nãy giờ mình có chia sẻ với anh em. Và kèm thêm là cái Daily Task này rất có thể trong tương lai nó lại còn có thêm những cái thứ khác. Chẳng hạn như là nó tự động schedule cho các bạn một cái lịch trình nào đấy dựa trên cái thói quen sử dụng của bạn, hoặc là nó có thể tự động bật và tắt hiệu năng cao dựa trên cái thói quen sử dụng máy tính của anh em. Ví dụ như là đúng cái khung giờ đó các bạn thường hay bật cái máy lên để mà chơi game, thì tất cả những cái nhóm công việc đó mình sẽ xếp nó vào cái loại là Daily Task. Cho nên là cái NPU AI ở bên trên cái máy này, các bạn thấy là cái sức mạnh của nó không cần mạnh, tại vì tất cả những cái tác vụ nó rất là nhẹ nhàng thôi. Nhưng nếu như là các bạn rướng tới cái nhóm công việc thứ hai, mình tạm gọi là Advanced Task, tức là những cái nhóm công việc mà nó yêu cầu cái mức độ là cái nhân AI nó phải mạnh mẽ hơn, nó phải làm được nhiều thứ hơn. Chẳng hạn như là khi các bạn editing video, các bạn có edit hình ảnh, các bạn cần nó xóa phông nền ở trong bức ảnh nè, hay là các bạn muốn nó khử noise nè, làm đẹp da nè, khử quầng thâm mắt nè, và tất cả mọi thứ chỉ thông qua một click duy nhất thôi. Hay thậm chí là như thời điểm bây giờ, đúng không, chúng ta có những cái con GPU của Nvidia đấy, các bạn thấy là nó được hỗ trợ thêm một số cái tính năng mà giúp cho các bạn có thể gia tăng được cái FPS ở trong game, chẳng hạn như là ray tracing nè, hay là DLSS gì đấy. Thì tất cả những cái thứ đó chúng ta mới cần một cái nhân AI mà nó phải mạnh hơn nữa. Và lên tới cái nhóm thứ ba, mình gọi là những cái tác vụ liên quan tới AI mà mình xếp nó vào cái nhóm là expert task, tức là những cái tác vụ mà nó yêu cầu cái cấp bậc chuyên nghiệp để có thể sử dụng được nó. Chẳng hạn như là các bạn có thể generate ra một cái bức ảnh thông qua vài cái câu lệnh, hay là khi các bạn muốn tạo dựng ra một cái model thông qua cái trí tuệ nhân tạo mà không cần là phải ngồi căn chỉnh từng chút, hay khi các bạn nhập một câu lệnh nó sẽ tạo ra cho các bạn luôn là một cái căn nhà hoặc là một cái thiết kế bản vẽ gì đấy. Thì để đạt được tới cái cấp bậc đó thì chúng ta đang thấy là có những cái cỗ máy server ở trên cloud để mà các bạn có thể truy cập từ xa. Tất cả những cái server này nó đều thuộc vào những cái công ty hàng đầu thế giới, chẳng hạn như là Adobe nè, Nvidia nè, Intel nè, vân vân, rất là nhiều công ty khác. Và vậy nên các bạn sẽ thấy là cái AI trên thực tế nó đã được đưa vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta rồi, chẳng qua là ngay bây giờ phần cứng nó mới được hỗ trợ một cách chính thức để từ đó nó giúp tối ưu điện năng hơn thôi, chứ không còn là đưa những cái công việc mà nó nhỏ nhỏ lẻ lẻ dành cho GPU xử lý nữa. GPU bởi vì thế nó cũng nhàn rỗi hơn và nó đỡ ăn điện của máy tính các bạn hơn. Và trên thực tế ngay thời điểm hiện tại nha, mặc dù là nói cái NPU AI ở bên trên những cái con CPU của Intel nó không cần phải quá mạnh, nhưng Intel họ vẫn phân cấp cho các bạn với những cái series khác nhau, chẳng hạn như là Core Ultra 5, Core Ultra 7 và Core Ultra 9. Các bạn sẽ thấy là cái tác dụng của nó, Intel họ cũng đã để một cái bảng graphic rất là rõ ràng để các bạn có thể thấy là nếu như các bạn cần sử dụng những cái tác vụ nào thì nó sẽ nên là con CPU nào. Đương nhiên là trong thời gian sắp đến mình sở hữu được những cái con như là Core Ultra 7, Core Ultra 9 mà
sẽ test kỹ hơn về những cái tác vụ mà Intel họ đã công bố. Nhưng mà trong 7 ngày vừa qua mình trải nghiệm với 9 con Core Ultra 5 này, mình thấy nó cực kỳ hài lòng luôn. Mình thấy là thời lượng pin của nó là được cải thiện hơn rất là nhiều, là điều có thật. Chẳng hạn là cùng 9 cái mẫu máy Asus ZenBook 14 OLED 2023 và 2024, mình thấy là thông qua cái việc là GPU của nó đã mạnh hơn rất nhiều và tối ưu điện năng tốt hơn rất nhiều, nó cho ra một cái thời lượng pin là trâu hơn. Có thể án chừng là nó đã hiệu quả hơn khoảng 30% về thời lượng pin. Cho nên là mặc dù cùng dung tích pin là 75Wh, nhưng cái con máy này hiện nay nó làm mình rất là hài lòng nha các bạn. Và tuy nhiên là mặc dù nãy giờ mình cũng có nói với các bạn là cái tác dụng hàng ngày của nó là như thế, nhưng mà các bạn vẫn sẽ đặt câu hỏi là ủa vậy thì nó chỉ làm blur background hay là noise cancelling thôi hả, nó đâu còn gì nữa đâu đúng không? Thật ra cái câu chuyện là đối với một cái máy tính AI, nó không chỉ đơn giản là các bạn cần những cái yếu tố liên quan tới phần cứng, mà quan trọng là đối với phần mềm nó cũng phải hỗ trợ. Và phần mềm thì cần thời gian để xây dựng và tối ưu. Nó giống như câu chuyện của card đồ họa NVIDIA ấy, RTX 2060 là con card đầu tiên mà có nhân xử lý AI bên trong đó, và nó được ra mắt vào năm 2018-2019, và cho tới bây giờ nó trải qua 5 năm thì mới đạt được 500 tựa game đầu tiên hỗ trợ cái RTX Ray Tracing. Thì thành ra là cái chặng đường nó vẫn còn rất là dài để người ta có thể phát triển thêm những cái phần mềm để hỗ trợ dành cho chính cái NPU AI này. Nhưng mà cái quan trọng là phần cứng thời điểm hiện tại đã hỗ trợ rồi, thì phần mềm nó sẽ theo sau rất là dễ dàng, và chủ yếu là cái mức độ sáng tạo của người dùng nó sẽ tới cỡ nào mà thôi. Còn đối với kỳ vọng của cá nhân mình về cái vụ là máy tính AI này thì mình kỳ vọng đầu tiên nó phải có Windows 12 trước đã. Đã có rất là nhiều những cái tin leak liên quan tới cái chuyện là liệu thật sự là có Windows 12 hay là không, thì mình tin chắc là nó sẽ có. Và đối với Windows 12 là một cái Windows mà đã sẵn sàng dành cho các cái nhân xử lý AI như thế này, nó hỗ trợ luôn cả từ phần mềm, từ phần cứng và từ những cái bộ sụt đầu tiên để giúp cho các bạn có những cái chức năng liên quan tới AI một cách rõ nét hơn. Chẳng hạn như là khi các bạn vừa bật cái máy tính lên mà đúng 8 giờ sáng theo đúng cái lịch trình mỗi ngày của các bạn, hoặc là đúng theo cái location đó, cái vị trí mà bạn nó sẽ up ở đó là công ty của bạn đang ngồi, thì nó sẽ tự động bật lên một số những cái phần mềm công việc mà bạn vẫn thường xuyên bật lên bằng tay, hay là tự động mở một số những cái trang web mà các bạn thường hay truy cập vào để có thể nghe nhạc jazz, lo-fi, chill để khi mà các bạn cần phải tập trung làm việc, các bạn hoàn toàn có thể nói chuyện với nó bằng tiếng Việt và yêu cầu nó có thể gia tăng cái mức độ tiết kiệm pin hơn. Hôm nay tôi quên đem sạc pin rồi, bạn hãy làm tất cả mọi thứ để cho thời lượng pin nó có thể kéo dài lên tới khoảng 5 giờ chiều. Nó đưa ra cho các bạn một số những cái tác vụ mà các bạn cần phải tuân theo để có thể đảm bảo được cái thời lượng pin nó tương đương như cái mức mong đợi. Còn đối với Windows 11 hiện tại, các bạn thấy đi, gần như cái Copilot nó chỉ là một cái nhánh rất nhỏ ở trong cái phiên bản Windows AI mà thôi. Thì thời điểm hiện tại Windows 11 nó vẫn chưa phải là cái kỳ vọng của mình liên quan tới cái phiên bản Windows dành cho AI. Còn đối với câu chuyện là phần cứng hiện tại, chẳng hạn như là 9 con ZenBook 14 OLED 2024 trong những ngày vừa qua mà mình đã sử dụng nó bằng chính cái nhân xử lý AI, thì nó có cái gì hay nữa hay là không? Thì thực ra là mình thấy là nếu như mà so sánh giữa phiên bản 2024 và 2023 thì chính cái máy này nó có rất là nhiều những cái điểm cải tiến nhỏ nhỏ hơn nữa, và kèm thêm là những cái đặc tính tốt sẵn có của nó rồi, và nó giúp cho mình cái trải nghiệm trong những ngày vừa qua rất tốt luôn. Mình nghĩ là sắp đến các bạn mà chưa có laptop mỏng nhẹ để các bạn có thể mang đi học đi làm, các bạn cần một cái máy nó rất là sang, thì rõ ràng là cái ngoại hình của cái máy này nó rất là sang trọng với cái build làm bằng kim loại ha. Các bạn thấy là cái keycap của nó rất là lớn, nên là khi mà mình thao tác gõ chữ rất là sướng luôn, và cái phông chữ nó cũng đẹp nữa, nó kiểu phông chữ global nó không có bị Trung Hoa hóa, và kèm thêm là cái trackpad thì cực kỳ mượt luôn. Trackpad vẫn được phủ gương 2G rất đã, và có thêm cả cái numpad ở trên chính cái phần trackpad này. Màn hình của máy thì tuyệt vời luôn, thông số ngon lành 2880x1880, 120Hz nè, 400 nits độ sáng nè, DCI P3 100% nè. Các phần mềm liên quan tới Dolby Atmos được tích hợp sẵn ngay từ bên trong, nên các bạn có thể dễ dàng cân chỉnh được cái phần EQ của nó, cũng như là cái boost audio đã được bật mặc định luôn. Nên khi các bạn vừa mở cái máy lên, các bạn nghe nhạc ở trên này thì các bạn thấy là ô cái loa này nghe rất là đã. Và cái con này nó cũng có hỗ trợ cho các bạn cái camera IR, tức là cái camera hồng ngoại, và tracking rất là nhanh. Mở cái máy lên là tự detect gương mặt, là tự login vô thôi, không cần phải bấm nút hay gì cả. Và cái máy này còn được hỗ trợ bảo hành 2 năm quốc tế luôn. Và ngoài ra mình còn phát hiện ra hơn nữa là ở trong cái phần mềm My Asus của chính cái máy này, thông qua cái con CPU mới, nó có một số những cái tinh chỉnh thêm nữa liên quan tới cái chuyện là AI nó tích hợp vào trong chính cái hệ máy. Chẳng hạn như là bên trong máy các option mà liên quan tới noise cancelling, tức là giúp cho các bạn có thể khử nhiễu, khử noise là nó có rất là nhiều option luôn, so với lại chính cái hệ máy cũ của nó là không nhiều bằng nha. Cái con này nó có nhiều option hơn để cho các bạn lựa chọn các cái ngữ cảnh khác nhau. Mình nghĩ là phần nào đấy là bởi vì cái nhân NPU AI bên trong nó có nhiều cái sức mạnh hơn để mà nó xử lý riêng cái tác vụ này. Rồi chẳng hạn như máy nó còn có một cái chức năng để tự động chuyển về chế độ ngủ đông, tức là thay vì bình thường các bạn sleep đúng không, là nó vẫn ăn điện khá là nhiều ha, thì máy nó vẫn sẽ biết được rằng là liệu cái máy của bạn nó đang để có lâu hay là không, và bao nhiêu lâu các bạn sẽ kích hoạt ngược trở lại, thì nó sẽ tự động đưa vào chế độ ngủ đông, là nó giúp cho tiết kiệm năng lượng nhiều hơn nữa. Mà khi các bạn mở lên lại thì các tác vụ công việc nó vẫn giữ nguyên ngay đó. Mà nếu như các bạn có mua cái máy này, các bạn cũng mò vô thêm cái phần là Intel Graphics Command Center, tức là cái khu vực mà điều khiển cái GPU xử lý của Intel
theo á. Tại vì ở trên chính cái con Ultra này nó không còn là Iris Xe nữa nha, cái power của nó lớn hơn, nó là Intel Arc Graphics rồi. Cho nên là không chỉ là gia tăng về sức mạnh đâu, mà ngay cả từ phần mềm á, cái việc mà điều chỉnh phần cứng á, nó cũng đã tốt hơn. Chẳng hạn như là nó cho phép các bạn có thể xuất ra 10 bit màu ở trong chính cái phần mềm này. Các bạn điều chỉnh được cả các profile màu luôn, liên quan tới khử noise nè, liên quan tới giảm nhiễu, tăng giảm độ sáng, rồi cân chỉnh lại màu sắc cho chuẩn hơn. Thì bên trong cái phần mềm năm nay á, cho phép các bạn có thể tùy biến được nhiều hơn hẳn luôn nha. Cho nên là nếu như các bạn có một cái máy này thì không chỉ vọc vạch về phần cứng, các bạn hãy thử vọc thêm nữa về phần mềm. Tóm chung lại thì sắp đến chúng ta sẽ có một cái thế hệ được gọi là máy tính AI được xuất hiện ở trên thị trường rất là nhiều. Và các bạn cũng sẽ thấy là cái chữ AI này nó sẽ càng ngày càng thân thuộc hơn và nó thực tế hơn. Nó không chỉ còn như cái độ cách đây khoảng 2 đến 3 năm khi mà nói tới AI là người ta nghĩ này, ô cái này là marketing, cái này là lùa gà, cái này là xạo, cái này là không có ứng dụng được thật. Thì trên thực tế sắp đến các bạn sẽ thấy là nó có những cái tác vụ mà nên được xử lý bằng NPU AI hơn là được xử lý thông qua GPU, để cái điện năng của nó được tiết kiệm hơn. Trong khi đó thì cái con GPU á, nó được làm những cái công việc chuyên môn của nó liên quan tới xử lý hình ảnh và đồ họa thôi. Còn đối với những cái tác vụ productivity, những cái tác vụ hàng ngày thì đáng lý là NPU AI nó đã phải xử lý từ rất lâu rồi. Ok, cảm ơn các bạn, và đây là video mình chia sẻ với các bạn á, là sắp đến những cái con Core Ultra mới nó sẽ làm được những gì ở trên những cái hệ máy tính laptop. Và trong những ngày vừa qua mình trải nghiệm với chính con ZenBook này thấy rất là phê. Hy vọng là sắp đến sẽ có thêm những cái máy khác để mình có thêm nhiều cái sample test á, để mình coi á, là cái sự khác biệt giữa các cái máy là gì, liên quan tới tinh chỉnh về phần mềm và phần cứng bên trong, để coi nó có cái gì hay ha. Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm về các cái chủ đề gì đó khác, các bạn cứ comment lại phía bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.